Xin chào, giới thiệu với các bạn, đây là rùa cá sấu, được mệnh danh là loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới với bộ hàm vô cùng khỏe mạnh. Há miệng ra thấy ghê không? Cái miệng bự chà bá luôn. Chia sẻ thông tin vậy thôi là các bạn cũng đủ thấy ớn lạnh về nó rồi đúng không? Tiun không có dám đụng vô nó đâu. Các bạn ơi, nhìn thấy ghê quá mà. Nhưng dám cho nó cắn ngón tay của Tiun, các bạn tin không? Việt Nam nói là làm 100.000 like video này đi, Tiun sẽ ra video tên là hy sinh ngón tay cho rùa cá sấu cắn thử. Rùa mà còn có đuôi nữa nè, thấy dữ dằn ghê chưa? Để cho các bạn thấy thiên nhiên động vật rất là phong phú, nên chúng ta phải yêu quý và bảo vệ động vật thì mới còn cơ hội thấy được những cái hay cái lạ ngoài thiên nhiên. Con rùa này còn có biệt danh là quái thú rùa, vì không chỉ xấu xí mà còn sống lâu kinh khủng. Các nhà khoa học nghiên cứu thấy nó sống lâu tới 200 năm, còn tôi thì đang nghiên cứu xem nó ăn cái gì mà sống lâu dữ vậy. Theo bạn nghĩ ngón tay của Tiun thế nào sau khi đưa vào cái miệng của nó?